Xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp và em là Kiên. Trong video này, ngày 6 tháng 1 năm 2019, cũng là cái live stream đầu tiên, cái video đầu tiên trong những ngày đầu năm mới 2019. Kính chúc các bác đang xem live cái video của em một năm tràn đầy sức khỏe và nhiều thành công hơn năm ngoái. Và trong ngày 6 tháng 1 năm 2019 này thì em đang về 6 chiếc xe đạp. Và chiếc xe đạp đầu tiên em sẽ làm video đánh giá, đó là chiếc xe đạp Gian Xcape SL2 màu trắng. Cái dòng xe Xcape SL2 màu trắng này thì theo như em đánh giá thì trong năm 2018 vừa qua, em đã bán xe đạp Gian chính hãng đã qua sử dụng lướt. Thì cái dòng Gian Xcape SL2 màu trắng này rất là hot. Gian Xcape SL2 nói chung và màu trắng với màu đỏ thì rất là hot. Và rất là nhiều khách hỏi mà em lại bán mà chưa có. Thì trong ngày hôm nay em về thêm hai chiếc, một chiếc màu trắng và một chiếc màu đỏ. Em sẽ làm video đánh giá chi tiết từng chiếc một. Và bây giờ là chiếc màu trắng, xin mời các bác đón xem. Vâng, các bác đang nhìn thấy tổng thể chiếc xe Gian Xcape SL2. Dòng này thì xuất hiện ở trên kênh của em nhiều lắm rồi, thì em cũng không nói kỹ về cái phần cấu tạo nữa, em chỉ nói về độ mới của nó thôi. Về phần yên thì các bác nhìn rất là mới, ngồi rất ít luôn. Size của chiếc xe này là size M. Size M thì phù hợp với các bác cao từ 1m65 cho đến 1m78 là phù hợp. Dòng Xcape SL2 này thì cái dáng của nó rất là đẹp. Và như trước này ấy, em thấy ấy, là sơn của nó hầu như là không có vết xước to, chỉ một vài chỗ lâm thâm thôi. Bởi vì những cái xe này em lấy từ nước ngoài và đóng hộp các tông và đi đường máy bay về đến đây, cho nên là không phải qua bãi. Những cái chiếc xe mà chồng chéo lên nhau, không đi đường ô tô, đều tàu biển gì hết. Cho nên là cái độ mới rất là mới, gần như là nhấc từ nhà dân ra là bay sang đây luôn. Nên là đời mới con này là dây âm sườn, tức là dây chuyển số đã chui vào trong khung và tạo cho chiếc xe rất là không có dây, nhìn rất là đẹp, thẩm mỹ. Càng đằng trước của chúng ta là càng nhôm và trang bị phanh đĩa dầu thủy lực. Đằng trước của chiếc xe thì có một cái đùi đĩa 3 tầng và gạt đĩa tua lây, thì cũng như bao con Gian Xcape SL2 em đã làm review thôi. Níp của xe là níp 8 tầng. Bộ chuyển động là Shimano tua lây, thì cái bộ chuyển động tua lây thì nó lại kéo lại được cái phanh dầu rất là ok. Thì bộ chuyển động tua lây là vừa đủ dùng. Để mà cái cấu hình touring thì tua lây cũng là vừa đủ dùng. Dòng Gian này thì luôn luôn nổi tiếng với công nghệ là Alu XX Technology, là cái công nghệ Alu XX khung siêu nhẹ của dòng Gian. Em đánh giá sơ qua thì chiếc này mới trên 90% ấy. Không có tí nào gọi là xước lớn đâu. Rất đẹp, các bác nào mà cao trên 1m65 cho đến 1m75, 78 thì sở hữu chiếc này là rất là hợp. Phanh dầu Techo như bao chiếc xe Gian Xcape khác. Bao nhiêu chiếc Gian Xcape khác là phanh dầu Techo. Tay chuyển số 3 tầng cho đĩa và 8 tầng cho líp bên tay phải. Xe rất mới và đẹp. Cồn bát các thứ, phốt tăng, ghi đông là zin nguyên của hãng hết. Zin bản 100%, bên em không sửa chữa, không mung má. Rất là đẹp. Từ đầu năm 2019 này em quyết tâm là em nhập những cái dòng xe thật là đẹp về, không phải sửa chữa gì cả. Mua chỉ việc bán thôi, thì nó vừa đẹp. Nó vừa đẹp xe mà nó lại đỡ mất công bọn em, mà nó lại các bác lại thích. Vâng. Nếu mà các bác nào quan tâm đến chiếc xe này thì xe này giá 7 triệu. Bao ship toàn quốc, bác nào quan tâm thì liên hệ Zalo với em nhé. Vâng, và em đã tiến hành đánh giá trong xong chiếc xe đạp. Và các bác nếu muốn sở hữu thì các bác hãy nhắn tin vào Zalo cho em qua số điện thoại 0975 709 943. Và em là Kiên, 0975 709 943. Các bác không cần gọi, bởi vì gọi cũng vẫn phải là làm việc bằng hình ảnh. Thì nếu bác nào mà dùng Zalo thì các bác có thể nhắn tin cho em luôn, 0975 709 943. Và ngoài ra em còn rất là nhiều các xe đạp khác. Nếu các bác quan tâm đến xe đạp thể thao, các những cách hướng dẫn sửa chữa hay là mọi kiến thức về liên quan đến xe đạp nói chung, thì các bác hãy ở trên Facebook các bác tìm Kiên Xe Đạp và ấn kết bạn với em để theo dõi em. Ở trên YouTube thì các bác ấn tìm Kiên Xe Đạp và ấn đăng ký kênh. Nó ra kênh Kiên Xe Đạp và ấn đăng ký kênh. Bên cạnh nút đăng ký thì ấn chiếc chuông, ấn hình cái chuông để các bác là những người đầu tiên được xem video em up lên kênh. Ngoài ra em còn
bán thêm một cái dòng sản phẩm, đó là đồng hồ đeo tay đã qua sử dụng tại thị trường Nhật, và các một số dòng Thụy Sĩ hay là dòng đồng hồ Nga cũ, thì các bác có thể qua Facebook tìm Kiên Đồ Cũ để theo dõi những cái mẫu đồng hồ đó, hoặc là lên YouTube tìm kênh Kiên Đồ Cũ để xem những cái đồng hồ đeo tay đó em bán. Vâng, và hẹn gặp lại các bác trong những cái video lần sau.